Như thường lệ, tối chủ nhật hàng tuần là thời gian được các fan Running Man Việt Nam hay chơi là chạy mong đợi nhất, bởi tập mới sẽ chính thức lên sóng sau cả tuần chờ đợi. Trong Running Man 2 tập 7 vừa phát sóng, khán giả sẽ biết được liệu cuối cùng đội yếu đuối bao gồm Ninh Dương, Lan Ngọc, Trường Giang, Jun Phạm, Kazik có chiến thắng được đội sức mạnh có Thúy Ngân, Trương Thế Vinh, Liên Bình Phát và Ngô Kiến Huy hay không. Sau nhiều phần chơi khác nhau như thi nhặt quần hoa trên bãi bùn, kéo co tập thể trên bùn, đu xà tìm đồ, thì hai đội tiếp tục tiến đến phần thi xé bảng tên truyền thống. Luật chơi của phần thi xé bảng tên lần này là hai đội sẽ luân chuyển vị trí phòng thủ, tấn công sau mỗi 10 phút. Những người chơi còn sống sót đến cuối chính là kẻ mạnh Trương Thế Vinh và cặp đôi non, Nớt Linh Dương Lan Ngọc, Kazik. Dù cho áp đảo về số lượng nhưng rất tiếc, may mắn không mỉm cười với cặp vợ chồng son của Running Man Việt Nam 2. Trương Thế Vinh với sức bền và sức mạnh đáng nể đã cầm cự thành công cho đến khi được chuyển sang làm đội tấn công. Một cái kết mà ai cũng dự đoán được, Lan Ngọc lập tức thất thủ ngay sau đó. Kết thúc một cuộc chiến khốc liệt với voi biển, bé mèo Lan Ngọc nằm sụi lơ trên nền cát vì quá mệt. Lúc này, khung hình nhanh chóng lia sang trận chiến sống còn giữa Trương Thế Vinh và Kazik. Tuy nhiên, nếu tinh ý, bạn sẽ bắt gặp được khoảnh khắc. Ngay khi Lan Ngọc vừa buông xuôi và nằm trên nền cát mặc kệ hình tượng ngọc nữ, thỏ đen Ngô Kiến Huy lập tức chạy đến và tinh tế kéo áo xuống giúp cô em gái. Khoảnh khắc này chỉ thoáng qua vài giây và được quay từ góc khá xa, nhưng không khó để đoán được Ngô Kiến Huy có lẽ sợ cô em gái thân thiết bị hớ hình trước ống kính. Dù sao thì lúc đó cũng chưa biết rõ góc quay được lấy thế nào. Có vô tình bắt được khoảnh khắc nhạy cảm hay không nên anh chàng đã chẳng nghĩ nhiều mà bay ra giúp đỡ bé mèo ngay và luôn. Sau đó, cũng chính thỏ trắng là người đã bế bồng Lan Ngọc theo dì tay công chúa đầy lãng mạn thế này đây. Nguyên do cũng là vì cô nàng đuối quá rồi, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Liên Bình Phát, Lan Ngọc và Kazik. Lan Ngọc là hai chiến hạm quá nổi tiếng và đông fan của Running Man Việt Nam rồi. Nhưng nhìn khoảnh khắc này, có lẽ không ít fan sẽ muốn nhảy sang thuyền thỏ trắng và bé mèo đây. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.